Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Sức khỏe trong tầm tay. Những ai đang bị tình trạng tóc bạc sớm, gãy rụng hàng loạt, dù mới bị hay lâu năm, đừng lo, chỉ cần sử dụng bộ sản phẩm chăm sóc tóc một mao, bao gồm viên uống một mao, dầu gội, viên sủi một mao và xịt dưỡng tóc một mao, giúp tóc đen óng từ sâu bên trong giảm tình trạng tóc bạc sớm. Là một trong những cách làm tóc an toàn và hiệu quả, nhấc điện thoại lên và liên hệ đến trung tâm theo số 0358 660 767 để được ưu đãi ngay hôm nay. Chỉ sau 15 ngày tóc mọc đen nhánh, hết đầu nấm ngứa và cực kỳ chắc khỏe. Gần đây Thu Hà cũng có nhận được nhiều inbox hỏi về bí quyết chăm sóc tóc. Thú thật với mọi người, dùng từ bí quyết thì hơi quá lời. Thu Hà chỉ có dùng bộ sản phẩm chăm sóc tóc mộc mao này thôi. Ai gặp tình trạng tóc bạc sớm, bạc nhiều hay rụng tóc sơ rối thì đừng bỏ qua bộ sản phẩm mộc mao này nhé. Mọi người ơi, không chỉ riêng Ngân Quỳnh mà dám chắc 100%, các chị em ai cũng muốn trẻ, muốn sở hữu một mái tóc đen, dày, bóng khỏe phải không nào? Và đây là bộ sản phẩm chăm sóc tóc mộc mao thần thánh của Ngân Quỳnh nè các bạn ơi. Ai mà bị tóc bạc sớm, bạc nhiều hay là rụng tóc sơ rối thì đừng bỏ qua mộc mao nha. Chị Trung xin chào tất cả các bạn. Đây là bộ sản phẩm kết hợp chăm sóc tóc từ trong ra ngoài, nên hiệu quả nó nhanh, an toàn, lại không lo tác dụng phụ mọi người ạ. Vậy nên các bạn nào đang lưỡng lự hoặc là đang gặp vấn đề về mái tóc khô, sơ, gãy rụng hay tóc bạc sớm, cần một giải pháp toàn diện thì chọn ngay bộ sản phẩm mộc mao này nhá, đảm bảo hiệu quả bất ngờ luôn. Đấy, bí quyết sở hữu mái tóc khỏe đen dày của Chí Trung chính là combo mộc mao này. Nó tuyệt vời lắm. Thực sự là mình chỉ dùng sau có một tháng thôi thì tóc của mình cải thiện một cách gọi là ngoạn mục. Tóc đen nó mọc lên rất là nhiều này, tóc con nó cũng lởm chởm lên, tóc bạc thì không còn, và vấn đề là bị sơ rối và gãy rụng ấy thì nó cũng không hề còn nữa. Tóc mình cảm giác là nó suôn mềm, rất là mềm luôn. Thì mình dùng cho đến tận bây giờ thì mình thật sự là mình gọi là gắn kết với cả cái bộ combo chăm sóc tóc này rồi. Mình sử dụng hàng ngày đều đặn thì đến bây giờ phải có một cái mái tóc tương đối là hài lòng. Đây là bộ sản phẩm chăm sóc tóc thần thánh mộc mao. Cảm ơn trung tâm mộc mao rất là nhiều. Những ai đang bị tình trạng tóc bạc sớm, gãy rụng hàng loạt, dù mới bị hay lâu năm, đừng lo, chỉ cần sử dụng bộ sản phẩm chăm sóc tóc mộc mao, bao gồm viên uống mộc mao, dầu gội, viên sủi mộc mao và xịt dưỡng tóc mộc mao, giúp tóc đen óng từ sâu bên trong giảm tình trạng tóc bạc sớm. Là một trong những cách làm tóc an toàn và hiệu quả, nhấc điện thoại lên và liên hệ đến trung tâm theo 0358 660 767 để được ưu đãi ngay hôm nay. Mình dùng khoảng 3-4 tuần á, thì mình thấy cái tình trạng tóc bạc với lại tóc rụng của mình nó cũng giảm đi nhiều lắm. Thì mình kiên trì mình sử dụng thêm một thời gian nữa thì mình thấy kết quả rất là vừa ý. Và bây giờ thì mình đã sở hữu được cái mái tóc mà nói chung là chắc khỏe. Nó có chứa một số những cái dưỡng chất cần thiết cho mái tóc như là L-cysteine hay là kẽm gluconate nè, vitamin B2, rồi bên cạnh đó là còn có bổ sung những cái dưỡng chất từ thảo dược, từ cái cao hà thủ ô, rễ khúc hắc hay là cao tăng thầm vân vân. Một số những cái người sử dụng rồi á đã cho thấy là có cải thiện, như là chị Hà là cải thiện những cái tình trạng bạc tóc nè. Rồi mái tóc nó cũng bóng mượt, cũng đẹp hơn. Và đặc biệt là không có mang lại cái tác dụng phụ nào cả, rất là an toàn. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất là quý báu của bác sĩ ngày hôm nay, đã giúp cho chị em phụ nữ chúng ta nói riêng và toàn thể tất cả chúng ta nói chung có thêm những cái sự hiểu biết về cách để chăm sóc làm sao cho cái mái tóc của mình. Thứ nhất là nó được đen, nó được bóng mượt, nó chống gãy rụng, và đặc biệt là giúp cho tóc của chúng ta nó không rơi vào cái tình trạng là bị bạc sớm. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Khung giờ phát sóng của chương trình Sức khỏe trong tầm tay đến đây là hết rồi. Và bây giờ thì các tường xin chào và một lần nữa cảm ơn bộ chăm sóc tóc mộc mao của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tubi đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị